Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về Solana, Solana và Solana Cho những người nào mới đăng ký để nhận tín hiệu thì bạn nhớ à, liên lạc với cô thư ký. À, để nhận 5 tới 10 ít nhất bạn phải coi 10 cái video 10 cái video vừa rồi của Solana Ok. Để bạn hiểu được hết cái câu chuyện và không chỉ vậy nữa bạn đi có thể đi lại quá khứ để kiếm duyệt những cái tín hiệu mình đã cung cấp những cái những cái tuần vừa rồi. Ok. Bởi vì sao? Trong bất cứ một cái video nào bạn cũng đã biết Mình sẽ cho bạn cái khung giờ và cái khung ngày Và bạn có thể đi lại trading view nghe Bạn đi lại trading view để bạn kiểm duyệt tất cả mọi thứ Ok, coi thử cái xác suất là bao nhiêu Ngay bây giờ là 4 giờ 18 phút chiều ngày 8 tháng 8 2023 Mình nhảy vô luôn Tóm gọn cái câu chuyện là Vừa rồi là nó nằm ở dưới cái cái cái, cái vành xanh này Ok, nó nằm dưới Và đã rất rất là nhiều lần nó cố gắng nó phá vỡ giống như trên đây trên đây trên đây và nguyên cái khu vực này và cũng giống như đây thì cái vành xanh là cái bạn nên quan tâm nghe nếu mà nó gọi là nó quay đầu đi lên thì chỗ này nó phải cắn cái vành xanh này ok thì đó là một cái kháng cự ngay bây giờ và vừa rồi bạn cũng đã thấy nếu bạn zoom vô thì drawry cố gắng đánh vỡ cũng không được ở đây cũng không được và những cái đợt ở trên đây cũng không được thì cái vành xanh này các bạn khá là quan trọng để mình biết là cái hướng nó đã thay đổi nha từ xuống cho thành lên thì là cái vành xanh này cái vành cam này ok rõ ràng bạn có thể bắt đầu thu gom vô ở cái vùng này cái con giá của nó là mình đã nói là 24.000 24.000 cho là 24.000 20 đi ha 24.000 chỗ cái vành đen này nè ok mình sẽ đoàn chút xíu để ok gọi là lên mình bắt cái sóng là một nó sẽ lên để khẳng định là cũng giống như video vừa rồi là mình phải có năm sóng lên 1, 2, 3, 4, 5 Thì mình biết Cái vừa rồi của nó là Nó đã nó đã ra Cái đáy của nó đã tạo rồi Ok Và cái đợt thứ hai bạn có thể mua là từ đây 1, 2, 3 Ở đây bạn mua để đu đỉnh lên Bạn gặp được cái con số là 40 mấy 40 mấy đô Ok Thì Hai giai đoạn có thể mua Có thể mua bắt đầu mua ở đây Hoặc mua ở đây Ok Cho những người mà Cực kỳ muốn an toàn Thì mua ở giai đoạn này cứ người người nào mà gọi là lưu lĩnh chút xíu thì có thể mua vào giai đoạn này. Ok. Để nó lên tầm khoảng cỡ cái con giá đâu khoảng cỡ 24 rưỡi, 25, 257 to confirm up nha, yeah, 257 thì mình có thể thu gom vô để lên cỡ con giá cỡ 40 mấy mình xả ra. Cái con giá này đã nằm ở đây rất là lâu rồi. Ok, con giá là 22. Nếu nó nằm ở trên 22 xác suất vẫn là lên, lên và lên. Con giá ngay bây giờ là 237. Nhưng đây là gọi là nó phải phá vỡ Phá vỡ Mình sẽ tắt tắt, tắt đi mọi thứ bạn thấy nó đang nằm ở giai đoạn ngay chỗ này luôn Là cái giai đoạn này nó bay bỏng á Là cái giai đoạn XOP Thì vừa rồi cái giá XOP nó bay lên Nó lên đâu được Đâu được à, uh, Lên đâu được bốn mươi mấy phần trăm Ok sau đó là nó hồi lại nó hồi lại ok và ngay bây giờ nó lại nó nó cũng giống như giống như là xop giá của xop bay lên đó không bao giờ xảy ra nó hồi lại đúng như cái cái khoảng cỡ như vậy thôi khoảng cỡ như vậy thôi ok thì ngắn hạn đây là cái vành bạn nên quan tâm những cái giờ tới đây cực kỳ quan trọng đúng không nếu mà nó không đánh vỡ được cái vành xanh đó đó thì bạn chuẩn bị cho những con số này là giống như là 20 25 đúng không còn 22 năm 20 17 xác suất đập cánh ở 17 nhiều. Nhiều. Dài hạn cũng nói luôn, nếu nó vẫn giữ được trên 12 10 xác suất vẫn là lên lên và lên. Dài hạn. Dài hạn cái đó là dài hạn, đúng không? Nếu nó xuống thêm nữa. Xuống thêm nữa nghe, nó cứ tiếp tục cái vành xanh này nữa tiếp tục đi xuống xuống xuống, xuống nữa. Ok. Thì nếu nó vẫn giữ được trên con giá 10 đô, 12 đô xác suất vẫn là lên lại. Ok. Còn ngay bây giờ nếu mà ngắn hạn nó đánh vỡ cái vành xanh này thì xác suất đi lên. Um, lên lên, lên và lên. Um, mình có ghi vài thông tin xuống để mình coi thì mình có bỏ lỡ một thứ gì không? Xác suất là xuống nhiều hơn lên ngay bây giờ nghe bởi vì cái vàng xanh nó chưa đánh vỡ, ok? Xuống nhiều hơn lên bởi vì nó nằm ở giữa dưới cái 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 trendline của mình là cái vàng xanh. Um, ngay bây giờ cái vấn đề mà xuống á, bạn thấy nó chậm hơn, vừa rồi nó xuống rất nhanh, ngay xuống xuống rất nhanh và đây mình xuống đã lên xuống nó rất là nó có vẻ là Tồn tại ở đây nó gọi là có vẻ chậm hơn thì đó là một cái tín hiệu cũng khá là khá là ok, khá là ok, khá là tốt okay. Nhưng um, vẫn chưa đánh vỡ vành xanh thì mình nghĩ là nó sẽ tạo ra một cái gọi con con số thấp hơn thôi. Biết là nó vẫn còn tôn trọng cái con số 22 này, nhưng càng ngày mình thấy nó gọi là nó càng càng gần nó, nghe có thể là tới đã đập cánh tới khoảng cơ 17 lần nghe. Nhưng mà xác suất vẫn là dưới trên 22 vẫn là lên nhưng càng ngày mình thấy nó gọi là nó nó càng ít hơn vừa rồi nó xuống bạn thấy nó chống ngay ở đây luôn cái vành đây Là cái con số là 22 22 22.4 Con số mình nói là nếu mà nó vẫn nằm trên 22 là xác suất vẫn là lên 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 Và con số này nó đã nằm ở đây là gọi là 2 tuần rồi nha okay. ok Nếu 22 giữ không được Con số 17 là con số Bạn nên quan tâm Nghe. Nhưng mà cái trend này có thể thay đổi bất cứ lúc nào Ok Nếu bằng tắt đi tất cả mọi thứ Cái sóng hồi này có thể đã cũng đã đủ rồi Chứ không phải là không Nó đã hồi lại ngay cái mức Mà trước khi X, thông tin XRP đã bay, bay, ra Thì số, lượng Thì mình nhìn cái khung này bạn mới nhớ Bạn mới biết Và mình đập đi là lại, lại cả ngàn lần rồi Trong thị trường điện tử á, Lúc nó bay lên á Nó chỉ cần vài giờ để bay lên thôi Vài ngày thôi còn giai đoạn nhiều á nó là xuống hoặc ngang xuống hoặc ngang ok thì bạn lúc mà nó xuống hoặc ngang nó nó ngang và xuống ngang ngang nó ngang nó rồi xuống này hoặc ngang thì cái ngang á, là cái thời điểm bạn nên thu gom vô để làm chi lúc nó bùng nó bùng rất mạnh để mình chốt đơn ok ngay bây giờ là cái giai đoạn bạn cẩn thận để bạn thu gom vô từ từ để lên để mình chốt đơn ok à, về thu gom ok thì nếu mà nó bắt đầu cắn qua nghe bạn thu gom ở đây nghe để lên và lúc nó lên nó lên rất nhanh nghe lên rất nhanh ok để mình gọi là chốt đơn nhớ là sóng này sóng 1, sóng 2. Đây là lên sóng 1 nè, sóng 2, sóng số 3 là cái sóng nhanh nhất thì cái sóng là cái sóng sóng 3 là cái sóng chốt đơn. nghe sóng 3 là cái sóng chốt đơn, cái sóng mạnh nhất trong những tất cả những cái sóng và cái sóng chốt đơn. Thì cái vùng số 1 và số 2 là mình thu gom. Đây là cái tín hiệu đầu tiên nó nói cái trend thay đổi. nghe nhưng lên tới đây lần này Ok lên tới đây lực. Còn giá đâu khoảng có 24 rưỡi. 25.7 thì nó mới khẳng định cái trend nó là lên lên và lên 25.7 lần nghe 25.7 lần ok à, còn ngay bây giờ mà nó lên tới lên nó mới ra cái chút xíu chỗ này không nghĩ là nó đi lên nghe có thể nó có thể quay lại dưới cái sóng xanh này bất cứ lúc nào thì bởi cho những người cẩn thận nghe thận cẩn thận thì đợi tới cái vùng đen này lần tới cái đây lần thì mình mới thu gom vô ok nhưng cho những người liều lĩnh ok bởi vì là cái phần trăm lên á cái xác suất thắng nhiều hơn thua xuống nhiều thắng xuống xác suất cái phần trăm chốt đơn nhiều hơn cái phần cho mà nó hồi lại thì mình vẫn thu gom ở đây và mình đã thu gom nó rồi chứ không phải là chưa nghe mình thu gom bởi vì mình là một người đầu tư dài hạn chứ không phải là ngắn hạn nghe biết là ngắn hạn ngắn hạn chốt đơn như vậy nhưng rớt xuống là mình vua ok ok mình mua mình đã mua ở cái vùng này mình đã xả cái vùng trên đó rồi bây giờ là mình đang đợi mình mua thêm nữa mình mua thêm càng xuống thì mình mua thêm thôi chứ không có gì hết bởi vì nó vẫn nằm ở trên con số 22 và nó vẫn nằm ở trên con số 12 và 10. Ok. Thì đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này. Để ý cái vành xanh này nó nói lên câu chuyện cho bạn. Để ý cái vành đen này nó nói lên câu chuyện cho bạn. Còn mà nó, nó cắn luôn 22 thì con số là khoảng cỡ 17. 17. Vậy thôi. Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này. Xin chào mọi người.